Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin... Vâng, cháu chào bác ạ. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2022, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang được chào đón hai bác khách hàng có địa chỉ ở Hà Nội đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để sở hữu hai sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, anh về nhá. Là một chiếc quạt và một chiếc máy hút ẩm bên cửa hàng. Vậy bên cửa hàng vẫn có những chiếc quạt cây, quạt nửng, những chiếc quạt bàn đang có mặt tại đây. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và bên cửa hàng thì có rất nhiều về những sản phẩm audio quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Cửa hàng có những cặp loa có mức tiền tầm trung, mức tiền tầm cao và những chiếc đồng hồ, những chiếc quạt VIP và những chiếc đầu băng cối thì bên cửa hàng đang sẵn các modem từ những chiếc chạy băng 7, những chiếc chạy VIP nhất là của Akai thì tại thời điểm bây giờ thì chỉ còn đến hết số là 747 dBx thôi, còn những sản phẩm khác thì đang về. Những vị khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì hãy chia sẻ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, đặc biệt là đăng ký kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Các bác biết những modem gì về và những modem gì được những vị khách hàng đã từng chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm một clip thông báo ngắn như vậy, thông báo trên kênh để những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì đã có chủ. Và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2022, bác Cường có địa chỉ ở Hà Nội đã chốt hai sản phẩm bên cửa hàng là một chiếc quạt Hitachi và một chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsui Chân Voi. Vâng, vậy những chiếc máy hút ẩm mới thì bên cửa hàng vẫn còn và những chiếc máy bãi bên cửa hàng vẫn đầy đủ nhé. Vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.